xa xưa, hàng hóa được luân chuyển qua những miền đất để đến với nhiều người. Những con đường huyết mạch mở rộng giao thương buôn bán, đó là một trong những cơ hội cho giao lưu, sự hội nhập và phát triển. Tiếp nối dòng chảy lịch sử, hiện đại hóa để phát triển vững mạnh, tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dinh dưỡng Thành Quang, chúng tôi đang thực hiện sứ mệnh khai mở nhiều con đường, chở những hàng hóa chất lượng góp phần tạo nên các giá trị cuộc sống. Chúng tôi có mặt trên mọi nẻo đường đất nước với mong muốn đưa đến những sản phẩm với chất lượng cao phù hợp với người tiêu dùng Việt. Chúng tôi đặc biệt quan tâm và mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam các sản phẩm dinh dưỡng phù hợp với sức khỏe và trí tuệ người Việt. Công ty Cổ phần Đầu tư Dinh dưỡng Thành Quang với mục tiêu trở thành một trong các nhà phát triển sản phẩm hàng đầu tại thị trường Việt Nam thông qua các hoạt động thế mạnh như nghiên cứu thị trường, tiếp thị và phân phối các sản phẩm. Chúng tôi quan tâm tới các sản phẩm tiêu dùng, đặc biệt là các sản phẩm dinh dưỡng vì những giá trị to lớn về mặt xã hội do những sản phẩm này mang lại. Với quy mô lên tới gần 300 nhân sự, công ty Thành Quang cùng với công ty NutriCare đã phát triển sản phẩm dinh dưỡng NutriCare từ một nhãn hàng duy nhất năm 2011 là sản phẩm K100 Plus lên tới hơn 10 sản phẩm năm 2015 và chúng tôi tự hào khi là một trong 10 nhãn hàng hàng đầu tại thị trường. Đặc biệt, trong giai đoạn phát triển tiếp theo, công ty Thành Quang sẽ nỗ lực cùng với công ty NutriCare quyết tâm đưa dòng sản phẩm dinh dưỡng NutriCare trở thành một trong 3 nhãn hàng hàng đầu tại thị trường. Tháng 8 năm 2011 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Công ty Cổ phần Đầu tư Dinh dưỡng Thành Quang, tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dinh dưỡng Thành Quang, chính thức hoạt động với vai trò là công ty phát triển, tiếp thị và phân phối độc quyền toàn miền Bắc sản phẩm dinh dưỡng NutriCare. NutriCare là tập đoàn sản xuất sản phẩm dinh dưỡng uy tín hàng đầu Việt Nam. Toàn bộ sản phẩm của NutriCare được nghiên cứu phù hợp với sự phát triển của người Việt Nam, cùng nguyên liệu được nhập khẩu từ các nước tiên tiến Mỹ, New Zealand và châu Âu. Các sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000-2005, GMP và HACCP có độ tin cậy và an toàn cao. Các sản phẩm dinh dưỡng NutriCare là một sản phẩm ví dụ điển hình nằm trong chuỗi các sản phẩm lớn mà Thành Quang đang phát triển. Uy tín tạo nên niềm tin. Các khách hàng lớn biết đến Thành Quang với mạng lưới hàng nghìn đối tác, khách hàng trải dài trên 30 tỉnh miền Bắc. Chính những điều này sẽ là cơ sở vững chắc để Thành Quang trở thành nhà phát triển sản phẩm hàng đầu của Việt Nam. Công ty Thành Quang có những cái chính sách đối với chủ cửa hàng, cái chính sách hậu mãi cho tất cả những khách hàng tiêu dùng của sản phẩm của công ty thì mình thấy đội ngũ nhân viên này, tiếp thị này rất là nhiệt tình và có nhiều những cái chương trình lớn để cho khách hàng tin tưởng những cái chất lượng và những cái sản phẩm của công ty phân phối trên thị trường. Chúng tôi đánh giá rất cao Thành Quang trong việc triển khai cũng như là hiệu quả phát triển các cái sản phẩm của NutriCare. Thành Quang có một cái chiến lược phát triển rất là dài hạn và rõ ràng. Cán bộ của Thành Quang thì thể hiện là rất là năng động, sáng tạo trong việc thực hiện các hoạt động cụ thể. Về mặt nhân sự thì Thành Quang tổ chức nhân sự chúng tôi cho rằng là rất là hiệu quả và rất là phù hợp với mục tiêu trong các giai đoạn cụ thể. Điểm mạnh nhất và tạo ra giá trị nhiều nhất cho Thành Quang cũng như là cho NutriCare là cái tính năng động sáng tạo cán bộ Thành Quang. So với tuổi đời trung bình của cán bộ NutriCare thì anh em bên Thành Quang có cái tuổi trung bình trẻ hơn rất là nhiều. Và có lẽ là đấy là cái điểm mấu chốt để tạo lên cái sự rất là khác biệt trong việc năng động, trong nhiệt huyết cũng như là cái sức bật trong các cái hoạt động của hệ thống Thành Quang. Các đại lý, khách hàng cũng đa dạng và phong phú, gồm các đơn vị như bệnh viện, phòng khám cũng như hệ thống siêu thị, cửa hàng. Với doanh số phát triển nhanh qua các thời kỳ, Thành Quang tự hào là một trong các nhà cung cấp sản phẩm dinh dưỡng có thị phần hàng đầu đối với kênh phân phối trường mầm non, đặc biệt là khu vực Hà Nội và Quảng Ninh. Sự chăm sóc khách hàng của các nhân viên của công ty Thành Quang rất là kịp thời, ví dụ như là thời gian trở thì đúng thời gian quy định do mới yêu cầu của nhà trường. Ngoài ra thì công ty Thành Quang còn có những chương trình tài trợ như là vẽ tranh, trang trí xung quanh trường, làm những cái khẩu hiệu của các ngày lễ ngày Tết trong năm. Chất lượng của chúng tôi thấy là rất đảm bảo và các con rất thích uống và sử dụng cái sản phẩm sữa này. Muốn phát triển toàn diện thì đầu tư cho chất lượng sản phẩm là chưa đủ mà còn là cơ sở vật chất hiện đại.
Ngoài một tổng kho được đặt tại nhà máy công ty NutriCare với diện tích gần 500m², sức chứa gần 50 tấn sản phẩm đạt tiêu chuẩn, thì Thành Quang còn có nhà kho lưu chuyển hàng hóa các khu vực lân cận với diện tích trên 100m², được trang bị khang trang sạch đẹp, đầy đủ hệ thống điều hòa và thiết bị để bảo quản hàng hóa đạt tiêu chuẩn cao nhất. Nhân tố con người luôn là mũi nhọn để Thành Quang vững bước tới thành công. Bên cạnh sự lãnh đạo tài tình của ban lãnh đạo công ty, đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ tuổi luôn đầy nhiệt huyết, sáng tạo, giữ được tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Họ đã lao động hết mình vì một niềm tự hào và một niềm tin vào tương lai tươi sáng của Thành Quang. Sự nhiệt huyết, tâm huyết đối với công ty, sản phẩm dịch vụ mà công ty cung cấp, cùng với sự nỗ lực học hỏi không ngừng đã tạo nên một đội ngũ nhân sự có trình độ cao và là tài sản lớn nhất của công ty. Đội ngũ cán bộ công nhân viên đông đảo và gia tăng nhanh qua các thời kỳ. Từ 50 nhân viên năm 2012 đã tăng lên 280 nhân viên năm 2015. Năm 2016, số lượng nhân viên là 350, khoảng 500 nhân sự để đáp ứng cho sự phát triển lớn mạnh của công ty cho các năm tiếp theo. Với sự nỗ lực cố gắng trong giai đoạn 2011-2015, cùng với công ty NutriCare, chúng tôi đã đưa sản phẩm NutriCare từ một nhãn hàng duy nhất thành 10 nhãn hàng. Và thật sự tự hào khi sản phẩm dinh dưỡng NutriCare là một trong 10 nhãn hàng hàng đầu trên thị trường hiện nay. Bên cạnh đó, đối tác và nhà phân phối chính là những người bạn, người đồng hành quan trọng giúp Thành Quang xây dựng nên thành công trên thị trường kinh doanh hiện nay. Tôi thì làm đối tác với đội bên Thành Quang từ cái ngày đầu bên Thành Quang thành lập, thì cũng trải qua quá trình hai bên hợp tác với nhau, thì cũng nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ của bên công ty Thành Quang. Thì trong quá trình hợp tác, bên Thành Quang đầu tư và hỗ trợ cho nhà phân phối rất nhiều mặt, về bên sale, về bên marketing. Đội ngũ nhân viên của Thành Quang thì làm việc rất chuyên nghiệp và tận tình, chu đáo và thân thiện với nhà phân phối và mọi người cũng như là khách hàng. Với tầm nhìn phát triển dài hạn, công ty Thành Quang sẽ trở thành doanh nghiệp phát triển sản phẩm hàng đầu với các sản phẩm chất lượng cao đối với thị trường trong nước và trong khu vực. Với sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống, công ty cổ phần đầu tư dinh dưỡng Thành Quang luôn cam kết nỗ lực nghiên cứu, phát triển và đưa những sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm dinh dưỡng tối ưu cho sức khỏe và trí tuệ của cộng đồng với chất lượng cao, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam. Đó là vinh dự mà Thành Quang cùng các đối tác nhiệt thành của mình đã, đang và sẽ thực hiện một cách tốt nhất. Với mơ ước xây dựng được hệ thống tiếp thị, phân phối hoàn chỉnh và chuẩn mực theo các tiêu chuẩn cao nhất phù hợp với thực tế, cán bộ công nhân viên của công ty cổ phần đầu tư dinh dưỡng Thành Quang luôn nỗ lực hết mình, vươn dài những bước chân hướng ra biển lớn, không chỉ trong giải đất hình chữ S mà còn cả khu vực và thế giới.